Ông cần đổi lên không? Cần đầu tiên chơi Nocturne. Đổi lên không? Mid là gì? Hả? Mid là của. Không chẳng cần đâu. Tùy không? Không có thích đi cùng ta thôi không? Ly mới làm lại. Làm lại gì? Không. Tôi ông có thích đi cùng ra thua không? Không đổi. Thôi rồi, ông đánh được thì đánh đi. Thế nên tôi đi mid thì ngon hơn bởi vì tôi đi gánh gãy hơn. Ở đây thì ok, đổi. Nhưng đổi. Mà tôi không. Đây đổi đây, ok. Tôi cũng chẳng thích đi mid lắm. Thôi rồi, đổi đi. Đi. Đổi vậy. Có gì đâu. Tôi sẽ cố gắng đè Nasus. Đi tờ. Đẹp. Vào cái Queen trượt. Ôi dồi ôi. Cái thả ấn. Ô gốc. Trời mà ô gốc. Luôn làm bé vậy. Con này đam lúc đầu yếu lắm. Làm bé tí luôn. Phải cấp. Con lính nó còn một chấm máu đánh nó còn không chết. Đấy. Thật luôn đấy, sao nó đam con này nó cấp 1 vé đấy nhở. Nó đi dương khỏe rồi. Có cảm giác đam con bé hơn cả Q1 luôn. Mà Q1 nó là tướng tanh. Ờ đúng rồi, mình đang để bảng tanh phải cất. Ôi tôi ép được Nasus nó. Nasus đương nhiên ép được. Nasus thì cả ông không ép, ông tự đi hòa với ông. Nhưng tất cả đánh rừng công nguyên là được. Ủa cái gì đấy? Còn hơi khó phàm. Ơ, đây mà vẫn tính. Ôi, thật luôn đấy. Cảm giác đam tay bé tí luôn. Cảm giác đây. Cảm giác con lính còn một tí máu mà đánh còn không chết được. Chỉ có hồi phun máu nhanh thì không làm gì chả nắm đéo. Mày xong rồi đấy, mất ngay cái tông yến. Phải 50 tiền. Ui. Giết mà. Chạy được. Căng thẳng rồi. Thì vậy. Cái gì nó khủng khiếp vậy. Ulti của con này nó nguy hiểm lắm. Hấp tuôn đấy. Tao rồi.
Ngon. Ngon ngon. Thôi ông đi chỗ khác thôi nhỉ. Ôi. Ôi đi 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 đi. Và đi và đi và nước vào trong. Hết mana là chẳng nhéo. Đó, tôi nhận ra một điều là con ngốc tôi đi đường rất còn nó hồi máu rất kinh luôn. Mày. Mày quá đi khi nó có quanh đây. Đi đi xin mình biết chơi. Này. Hết mana rồi, hết mana. Tầm này bé quá. Là thằng kia nó đánh à, thằng này đánh không lại tôi rồi, tôi hút máu rồi là ôi tôi xong rồi, mày ôm cậu đi nhá, ôm nhọt. Ôi giời ơi. Ồ, đấy là mình còn quên mình không dùng thiếu đốt luôn. Đấy, cất luôn. Ôi trời. Đấy là tôi quên tôi không dùng thiếu đốt. Vãi cất mình. Đấy là tôi cất thằng Nato một phép một trận. Cho nên bá này thôi đừng làm gì đấy, ông làm gì đấy, về đi. Cái gì vậy? Còn mỗi cái gì không? Lâu lâu trở lại Laureal. Laureal phiên bản sau nâng sức mạnh ấy. Vì sao nó sức mạnh như cũ ấy, như cái hồi nó mới làm ấy.
Phải cung. Lauriel sẽ được cấm lại trong thi đấu. Chạy đi. Sao lại phải chạy? Nhọn. Trời, nó sơ 04 luôn. Ui giời. Biết thế giữ lốc. Giữ lốc bỏ để sống quên. Ủa. Lee mình ghê vậy. Làm gì tao? Chả làm gì cả. Thế. Tức phải đập ngay tại bãi. Còn rồi hết mana rồi. Mình muốn chỗ giày luôn. Mình muốn farm để mình lên cái giày quá nhưng mà nhìn đồ mình lại muốn lên. Okay. Không có lên top chứ không? Hay là tao mít? Ê, ông đi top đi. Giờ tôi rồi nó chết là con ma sớt này không nhỉ? Đã, nó ông ti ấy. Vừa ăn lại ngon nhờ. Ti tôi này. Ok. Xong. Su nó gà thế. Giờ mình phải mua giày đây. Vãi cứt. Lên cái nào làm chậm. Rồi lên đam. Ông đi xin nắng trò đéo gì nè. Chết rồi. Ôi giời. Vừa kịp hồi ulti. Buồn thế. Thằng cưng nó vẫn lẩn vẩn đây này. Ôi. Khó quá nhỉ. À đâu. Không khó lắm. Không khó lắm.
đào im lặng trai hát đánh có vẻ ghê nhá. Im lặng cái đánh ghê ngay. Ai rồi? Mày quá. Đây này phải hợp lý hơn. Lấy thời gian hồi chiêu. Giờ mình đang khá là cần thời gian hồi chiêu. Một bầu trời thương ngây. Tại nên team mình có vẻ vượt quá nhỉ. Team nó đánh dễ quá nhỉ. Đan thứ cái nào đây? Ai đan thứ nào không? Thứ giả nào? Phải cất cho solo thứ giả luôn. Xem team nó chẳng có đăng phép lấy chữ gai. Rampage. Lên này hợp lý nhất. Lên bên kia thì mình hay quên kịp hoạt. Do I scare you?
Khổ thân đều. Tôi đang 407 này. Sợi ghê này. Đánh như khách. Thôi kìa. Đừng đánh nhau. Đợi tôi. Tắt đèn. Rồi ôi sao mày chạy. Ui rồi không tới kìa. Đây. Okay.